anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ cũng như là cô My ở Mỹ nói khi mà tìm được một người thầy á thì học phí bao nhiêu, rồi mua những dụng cụ thiết bị như thế nào, bao nhiêu tiền thì cứ báo với cô với lại chú để mà hỗ trợ cho hoàn cảnh của Tường. Mà tự nhiên nghe hôm nay thì nghe anh 12 nói bây giờ hỗ trợ chỗ ở, chỗ ăn, rồi thậm chí là mọi chi phí hết, mà bây giờ biết sao giờ anh 12. Thôi đi kệ đi, cũng như là nhờ sự gieo duyên của Bùi Hồ nè, Mộc Đồng và Út Đồng Tháp với anh Tâm, thì thôi mấy anh em mình chung tay để Thưa với cô bác quý anh chị, chiều ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại anh 12, chắc có lẽ là cô bác quý anh chị cũng biết rồi đúng không? Anh 12 quê ở Vũng Liêm, Vĩnh Long á, cũng đem những cái phần quà hỗ trợ cho hoàn cảnh của cô Út ở đây và cô Chính. Và ngày hôm nay đồng hành đó thì cũng có thêm là bé Vi, là con của anh Luận với lại chị Ngộ, cũng đến đây để giao duyên giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô Út cũng như là các bé ha. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây để xem cái phần quà là gì ha. Do là các anh chị rồi bé rồi đều phải đi học đó, nên thành thử là đến vào buổi tối như thế này. Ngày hôm nay còn có một cái tin vui nữa, tí xíu nữa cho em Tường tí xíu nữa nói cho cô bác quý anh chị biết luôn. Dạ chào Út ha. Ở đây là cái tivi nè, thấy không? Bắt nghe vô đi Út, vô đây nè. Dạ. Bé Tiền có thể mở lên được không? Không không, khỏi cũng được. Rồi. Đến đây là đến anh 12 nói đi. Hôm nay cũng lượng nhiên ngậu với đi qua đây nè. Chị qua là lượng đây. Đây là Bin, là thợ hớt tóc. Thời gian tới thì thông tin với cô bác anh chị là được sự giới thiệu của anh 12 á, thì Bin sẽ nhận Tường vào học nghề. Đây là thầy của con thời gian sắp tới nè đó. Chắc Tường ơi, ở Bin ơi, anh Bin ơi, khi nào thì mới có thể mình vô học? Chắc là chắc 19 âm lịch. 19 ha, 19 âm lịch là vô học. Hôm nay là cũng mùng 8 rồi, khoảng hơn 10 ngày nữa thì con sẽ đến tiệm của chú Bin học ha. Cao gần bằng chú luôn rồi kìa. Đi xíu nói sao, chắc có lẽ là mời anh 12 ha. Thưa cô Chính, thì hôm nay cũng có dịp là con đến thăm nhà ô cô Út, cũng có dịp đến thăm nhà của cô Út, thì mấy anh em con cũng có một chút xíu quà gửi cho cô và mấy mấy em, thì hôm nay xuống rất là mừng là xuống đây được nhìn thấy được cái tivi mới nữa. Cô Út mừng không? Dạ mừng quá trời luôn, vậy đó bà cơ nhảy múa rồi quá trời luôn, hát nữa, hát không rõ. Rồi với hôm nay con xuống đây có Bin á, là thợ hớt tóc, thì hôm nay để coi coi giữa Bin với Tường coi quyết định như thế nào và thời gian ra làm sao ha cô. Thì bé Vi là con của vợ chồng Luận, thì hôm nay cũng có quà cho mấy em. Rồi vậy thôi, Chào con con. tặng quà cho mấy cái này là cho tiết nè. Rồi cái này cái đồng hồ cho tiền nè. Đang tuổi đi học á mà đi theo ba mẹ xuống đây để người gặp gỡ những cái hoàn cảnh như thế này. Đây là quà của bé Tuyền. Tiền đâu, cái tiền đâu? Cầm chị Vi kìa. Cái này này cho tiếp nha. Chị vậy là chị hai có cái, chị ba có cái đồng hồ rồi, bây giờ bé Tiền có cái đồng hồ nữa, đã ta. Để đi mà móc cắt dây nha con. Rồi đọt cọc tóc con chia ra đi đọt. Rồi con cảm ơn, khoanh tay lại cảm ơn. Rồi đọt tóc và chia cho hai chị em nha. Rồi cái này là cho chị. Bây giờ nhận quà xong nói sao nè. Nói lớn lên. Nói lời cảm ơn chị đi. Đông quá bị ngợp rồi. Bữa hổm đôi dài mà thiếu đôi giới. Trời ơi. Cái tối luôn. Hôm nay đem theo đôi giới nữa nè, cho đôi giày thiếu đôi giới đem theo đôi giới nữa nè. Cái nón nữa kìa. Đó. Chị cho bà ngoại. Con luôn luôn trẻ đẹp nha. Ôi, cái nón nữa hả? Thơm quá trời. Này còn cái này cho hai em đi. Rồi con để lên giường đi. Để lên giường đi con. Rồi dài, dài cho tiếp. Dài cho. Cảm ơn chị đi. Dài nữa. Giày dép đó trời ơi, phải nó quá quá quý luôn rồi.
Quá quý luôn rồi. Mừng không tiền? Nó không mừng. Có đồng hồ đen đã đâu quen. Nói lớn lên con. Quá góp hết nói luôn. Bữa nay bị đông người quá khớp. Hay là mừng quá là hết biết nói gì luôn rồi. Cô Út có thể thay mặt mấy cháu á, nói lời cảm ơn đối với anh 12 rồi anh Bin rồi vợ chồng anh Luận cũng như là bé Vi cũng như tất cả quý mạnh thường quân. Cảm ơn xin lại những gia đình, cảm ơn số 12, cảm ơn vợ chồng của số Luận, cảm ơn số Bin, cháu Vi đã mang phần quà đến rất nhiều. Cũng thay mặt xin cảm ơn tất cả toàn thể, cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình của tôi. Dạ không có chi cô. Ngày hôm nay thì có được gặp Bin ở đây nè, thì cũng sẽ thời gian tới thì cũng là Tường sẽ là học trò của anh Bin, thì chắc có lẽ là tuổi nhỏ thì cũng bồng bột và có những cái thì cũng chưa biết, thì chắc nhờ anh Bin á, em cháu có gì sai thì cứ chị dạy uống nắng để cho có thể trở sau này có thể trở thành một người thợ mà lành nghề rồi ra có thể tự kiếm tiền trên cái đôi tay của mình. Tôi nhỏ khờ lắm, ngày nay đi mua chiếc xe đạp á không dám chọn luôn, mấy chú mua màu gì con chọn màu đó, sợ tốn tiền, thành thử cũng thương lắm. Có muốn nói gì với lại chú Bin không? Dạ con cảm ơn chú Bin đã nhận con vô hết tóc để con phụ ngoại con. Con chưa làm thay chú ơi. Chú ơi cho dễ. Rồi hồi chú có đôi lời với con ha. Thì trong thời gian là chú con chuẩn bị tới bữa 19 là con lên để khai trương mình hết tóc. Thì bữa đó để coi nhờ Tâm, anh Tâm á, chú Tâm á đưa lên hay là ở trên đây chú rước gì thì để đó chú với chú Tâm liên hệ với nhau. Cái thứ hai nữa là lên ở với chú thì cái khoản ăn ở thì không phải lo gì hết. Thì chú với chú Hên ăn cái gì thì con ăn cái đó. Rồi tiền hớt tóc hay là kinh phí cái gì đó thì chú với chú Hên lo ha. Con với bà và ngoại khỏi có lo nha cô Út. À, rồi thì thí dụ như là coi chú cũng như là chú ruột trong gia đình thì thí dụ cái gì con còn nhỏ thì chú rầy chú dạy nha, không có giận nha. Cái đó chú nói thiệt à, là không có giận nha. Chú dạy chú dạy để cho con nên thôi chứ không có phải là cái vấn đề gì hết ha. Ngang cố gắng tại tuổi con còn bồng bột. Đúng rồi, chú là bác sĩ đó. Thưa với cô bác với chị thông tin như thế này, trong thời gian vừa qua thì khi mà nói các bé đi học đó thì cũng có quý cô bác của anh chị mạnh thường quân nhà hảo tâm cũng có nhà ý là muốn giúp cho Tường có một cái nghề cũng như là tiết, thì trong đó có sự hỗ trợ của anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ cũng như là cô My ở Mỹ, nói khi mà tìm được một người thầy á thì học phí bao nhiêu rồi mua những dụng cụ thiết bị như thế nào bao nhiêu tiền thì cứ báo với cô với lại chú để mà hỗ trợ cho hoàn cảnh của Tường. Mà tự nhiên nghe hôm nay thì nghe hôm nay nghe anh 12 nói bây giờ hỗ trợ chỗ ở chỗ ăn rồi thậm chí là mọi chi phí hết, rồi bây giờ biết sao giờ anh 12. Thôi đi kệ đi, cũng như là nhờ sự gieo duyên của Bùi Hồ nè, Một Đồng và Út Đồng Tháp với anh Tâm, thì thôi mấy anh em mình chung tay để giúp cho em cháu nó có một cái nghề để sau này nó là cái hành trang đi vào đời để phụ giúp với gia đình. Dạ thì cũng chân thành cảm ơn cô bác anh chị quý mạnh thường quân cũng như là anh Nhiêu ở Mỹ với cô My á, thì thôi bây giờ thì mình sẽ còn những cái hoàn cảnh khó khăn khác. Ngày hôm nay thì được sự giới thiệu của anh 12 thì được biết đến anh Bin ở đây cũng thợ hớt tóc, thì thời gian tới con phải nghe các anh các chú ở đây dạy bảo để mình có thể là học được một cái nghề ra để làm lại nuôi ngoài của mình. Bé My có muốn nói gì không? Con nói gì với bà với em đi. Nó cỡ nó lại đi, con đâu có gì chứ, có ba đây mà. Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Giỏi. Dạ. Tại sao nữa? Dạ chúc bé học thật giỏi. Và Tường cố gắng học cho có cái nghề. Hay quá. Hay quá. Cô cũng đại diện gia đình với mấy đứa nhỏ cũng chúc cho con con học phải không?
năm nay học. Dạ, con học lớp 11. Cô bạn cũng có cho con là cái đường học lớp của mình thành đạt thành tài. Luôn luôn lúc nào cũng có sức khỏe để mình luôn luôn. À, vợ chồng có anh chị Lận có muốn nói là lời nào không? Đây là phụ huynh của MV. Đó, thì hôm nay thì cũng đến một dịp tình cờ như thế này mà may nữa là cô Út bữa nay đi bán tự nhiên giờ này về sớm. Đang đồ ăn gì, đang lương thực gì, đang lấy heo. Heo con. Bữa nay tụi nhỏ nó đòi ăn tép thịt. Mà tôi mua 25 ngàn thịt với 25 ngàn tép là nhiều rồi đó. Ăn có ngày mai. Ngày hôm nay là coi như là nhà của mình là, nhà của mình cũng đầy đủ hết rồi hả cô? Dạ, bữa lên chảnh là hết tóc trước nha. Hết tóc trước nha, tóc hay dài. Vậy là hết tóc ở đây trước. Lên chảnh thì đồ đạc thì đem xíu thôi, ngoài ra không có cần phải lo cái gì nữa hết á. Lên ở trên anh thì trước tiên nghe lời anh Bin nè, rồi nghe lời chú với chú Hên ha. Gắng cố gắng nha, thì chú là chú với chú Hôm Hên với anh Bin á là giúp bằng khả năng giúp hết mình luôn á nha. Mua gì cũng tổ lên trái cây thôi hả? Trái cây với bông gì để bữa đó để chị mua cho. Trời ơi, mua cho con nha. Hôm nay có xe đạp thì mình có cần đem xe đạp lên không? Mua xe đạp xong rồi mua một cái chiếc xe đạp hồi chiều luôn rồi. Tại vì cái đường trên đường đi hàng đêm nó đi lại tiệm nó thì nó phải chạy qua nhà anh, ngang nhà anh luôn. Không, bây giờ để xe đạp ở đây đi. Ở đây đi. Dạ. Cho quen quen đi. Dạ. Khi nào đi làm á, chảnh á, rồi sáng nó đi thì thay một đứa. Rồi khi nào mà giả sử như có nhớ nhà đâu đó, về quê về về thăm ngoại á, là anh hai hoặc là có thể anh. Chiều á thì em đi làm về rồi anh đưa cho em về đây. Nhưng mà anh Tuấn mới về nha. Nhưng mà thăm ngoại giả sử thăm một ngày, giả sử như chiều nay về phải không? Rồi chiều mai lên gì đó. Rồi có nghĩa là lên buổi tối thôi, về buổi tối thôi. Rồi cái gì thì liên hệ rồi anh xuống nước cho em. Dạ. Yeah. Sao chịu không? Hay đi xa không nhà chịu, chịu không? Gần lắm đây mà. Gần cách có 7 cây số à. Đó giờ có xa nhà chưa? Chưa. Cứ tối ngày trong đồng mò cua bắt ốc để đem về cho ngoài kho. À, hãy hớt tóc rồi khỏi bắt ốc hả? Hớt tóc thì khỏi bắt ốc. Chú đưa con về thăm ngoại vậy thôi chứ là có gì. Bây giờ con là có phước lắm á. Có phước lắm mới được vậy đó. Bây giờ thì cũng nói thì cũng nhiều rồi. Cảm ơn bằng cái tấm chân tình thay mặt gia đình của cô Út, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và chắc có lẽ là mình không tốn thời gian nữa, tại ngày hôm nay thì các anh chị đi đến đây thì cũng còn thăm hoàn cảnh của cô Chính. Mới vừa hoàn thành ngôi nhà xong vào buổi chiều hôm nay thì anh với chị sẽ có một cái phần quà để mà gửi cho nhà cô Chính vào nhà mới để tối đêm nay có thể ngủ tại nhà nữa nè. Trước khi đi á thì chắc có thể là anh sẽ tâm sự tí xíu, tụi em ra ngoài sau để cập nhật cái này cho cô bác anh chị thấy ha. Rồi. Thưa quý cô bác anh chị, qua đây cái ha. Ngày hôm nay á thì anh Hợp cũng lật đật á, cũng đã đi bê xong rồi nè. Đi bê cái màu này theo của cô Kim ở Mỹ. Thì cái màu anh đi hồi chiều, bây giờ màu này là một cái màu không biết lên hình thì như thế nào ha. Nhưng mà đây là một màu cà phê sữa. Anh Đồng thấy đó không? Nhưng mà lên hình có thể ánh sáng của đèn, rồi cái màu qua cái điện thoại á, cái máy quay á, là nữ là có thể là cô bác có đi thấy không rõ, nhưng mà hiện nay rất là đẹp cô bác của anh chị. Ở bên đây rồi, bên đây luôn nha. Ở bên đây luôn nè. Ở bên đây cũng vậy, hai bên hai dách luôn. Để Bùi Hồ sẽ bật đèn nha. Đèn ở ngoài kia kìa. Dạ, để em bật liền. Đó, cô bác anh chị thấy chưa? À, rất là đẹp ha. Đó, cái màu nhìn ở trong này thấy rõ hơn nè. Ở trong này thấy rõ hơn. Dạ, đẹp ha. Dễ thương ghê ha. Rồi, bây giờ cái mình quay qua đây cái nữa đi anh. Ở cô gì anh Đồng? Cái phần B này là nó đúng theo ý của cô Kim, cũng đã hỗ trợ. Đây, phần này trở thành một cái nơi ngủ của mấy bà cháu nè. Rồi đây có cái tủ của chị Thúy Nguyễn mua tặng nè. Cũng để đồ, để ly đồ vô của kia của chị Ngọc Hà ở Sài Gòn á. Nhìn cũng gọn gàng ngăn nắp ghê ha, không còn là những cái thùng xốp nữa. Bây giờ là một cái tủ gọn gàng ngăn nắp mỗi đứa. Bây giờ đồ đạc chắc ở trong nhà kín mít hết rồi, không biết chỗ nào để review luôn. Nên là nữ là vậy là mừng lắm rồi. Kéo cái cửa ra thoáng vô cùng luôn. Nữ là
nhà thì 4 năm bà cháu ngủ gì cho nó đẹp. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là mấy anh em mình sẽ còn chiếc xe nào? Chiếc xe hồi chiều mình review rồi mình cô bác của chị có thể xem lại ở clip trước được, tại vì tối rồi ha. Mình cũng nói mà cái phần của cái người chị đã hỗ trợ chiếc xe. Dạ. Thì thưa với chị là cái phần của chị hỗ trợ chiếc xe cho bé đi học từ kênh anh Một Đồng, đó là chị Dung ở Sài Gòn. Chị hỗ trợ 1.500.000 đồng mua chiếc xe đạp. Thì các em cũng đã review ở cái clip buổi chiều và tối thì cái chiếc xe qua ngoài kia cũng không có đi đường, nên thành thử là cũng mong chị anh Đồng sẽ gửi cái đường link này cho chị xem ha, gửi cái đường link ở chiếc xe đạp cho chị xem để chị hiểu thêm. Và tổng cộng cộng cái tiền mua chiếc xe là 1.750.000 đồng, nhưng bớt còn lại 1.700.000, nó cho lại 200.000 đồng, còn lại 1.500.000 luôn đó. Thông tin với cô bác anh chị cho là Tường nhận rồi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị ở clip